Các cuộc thương lượng Lê Đức Thọ Kissinger tại Paris. Tác giả Lưu Văn Lợi, Nguyễn Anh Vũ. Số 26. Vấn đề Việt Nam và hội nghị cấp cao Xô Mỹ. Cuộc tiến công xuân hè của ta diễn ra sau khi Nixon đi Trung Quốc và trước khi ông ta đi Liên Xô. Không những thế, nó còn kéo dài nhiều tháng nữa. Điều đó cho thế giới thấy rõ công việc của Việt Nam do người Việt Nam giải quyết và cũng chứng minh cho Washington biết cả Trung Quốc và Liên Xô vẫn giúp ta. Sự thất bại không ngờ của quân ngụy làm cho Nixon bực bội và đau xót. Ông ta than thở: thật là trớ trêu của định mệnh đã đưa đến tình cảnh này. Số phận của chúng ta lại nằm trong tay người Nam Việt Nam. Richard Nixon, hồi ký, sách đã dẫn, trang 588, 590, 591. Tất nhiên, Washington không thể ngồi yên. Họ đẩy mạnh hơn nữa hoạt động ngoại giao song song các biện pháp quân sự. Tháng 4 năm đó, khi Kissinger lên đường sang Liên Xô, cũng là lúc quân ngụy Sài Gòn được Mỹ trang bị những vũ khí tối tân, đang phải chạy dài ở nhiều nơi. Nixon bảo Kissinger rằng, điều người Nga muốn là Kissinger có mặt ở Moscow để thảo luận về hội nghị cấp cao. Điều tôi muốn là có ông ở Moscow để thảo luận vấn đề Việt Nam. Điều chúng ta thật sự phải nghĩ tới là hủy bỏ hội nghị cấp cao và tỏ ra cứng rắn ở Việt Nam, kể cả phải dùng đến phong tỏa. Richard Nixon, hồi ký, sách đã dẫn, trang 588, 590, 591. Nixon đã tính đến một sự thất bại trước mắt ở Đông Nam Á, đã phải xem xét đến việc rút lui và tìm người thay thế. Ông soát lại danh sách những nhân vật có thế lực trong Đảng Cộng Hòa, từ Rockefeller đến Reagan và Conan Lee, xem ai có khả năng cầm đầu Đảng Con Voi để chọi với Đảng Con Lửa. Nixon nhấn mạnh với Kissinger trước khi ông này đi Liên Xô rằng điều tiên quyết là phải có một giải pháp cho vấn đề Việt Nam trước khi thảo luận mọi vấn đề. Tôi định hủy bỏ hội nghị cấp cao trừ phi chúng ta có được một sự cam kết chắc chắn của người Nga, công bố một thỏa thuận chung ở hội nghị cấp cao, dùng ảnh hưởng của cả hai bên để kết thúc chiến tranh. Richard Nixon, hồi ký, trang 602. Chiều mùng 1 tháng 5, khi tướng Abraham, tư lệnh Lầu Năm Góc ở phương Đông, báo cáo về Nhà Trắng rằng Quảng Trị đã rơi vào tay Cộng sản, thì cả Nixon và những cố vấn có mặt của ông ta đều lặng đi. Ông bảo Kissinger rằng, chúng ta phải nói cho người Nga biết rằng tôi muốn hủy bỏ hội nghị cấp cao nếu họ nghĩ rằng chúng ta phải trả bằng cái giá thất bại ở Việt Nam. Trong bất cứ trường hợp nào, tôi sẽ không dự hội nghị thượng đỉnh nếu chúng ta còn bị khó khăn ở Việt Nam. Tôi không thể dự hội nghị cấp cao và chạm cốc với Brezhnev khi xe tăng Xô Viết chạy ầm ầm qua Huế hay Quảng Trị. Hội nghị cấp cao chẳng đáng một chinh, không cần mua bằng thất bại ở Việt Nam. Richard Nixon, hồi ký, sách đã dẫn, trang 593, 594, 595, 601, 609. Rồi Nixon biên thư cho Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô rằng trang bị của Liên Xô đang cung cấp các phương tiện cho Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa hành động và đòi Liên Xô chấm dứt viện trợ cho Việt Nam. Việt Nam hiểu rằng đối với Liên Xô, dẫu sao vấn đề Việt Nam cũng chỉ là vấn đề lớn hơn ở sát nách mình như vấn đề Trung Quốc, Trung Đông và châu Âu nữa. Và vì vậy, khi Nixon đã hòa hoãn với Trung Quốc, thì Liên Xô không thể tiếp tục việc hòa dịu với Mỹ bắt đầu từ thập kỷ 60. Nixon nói nhiều đến việc hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh. Điều đó có thật lòng ông ta nghĩ như vậy không? Có điều chắc chắn
Nixon muốn ghi dấu ấn vào cái mốc lịch sử trong quan hệ Đông Tây, điều chưa từng có khi chuyến viếng thăm Moscow của Tổng thống Eisenhower bị hủy bỏ do việc Mỹ cho máy bay U-2 do thám Liên Xô và bị bắn rơi. Ngày 20 tháng 5 năm 1972, Nixon lên đường sang Moscow. Trên máy bay, Kissinger nói với ông ta rằng đây là một trong những đòn ngoại giao lớn của mọi thời đại. Richard Nixon hồi ký: Hà Nội tỏ ra không đồng tình trước việc Liên Xô đón Nixon. Hà Nội cũng không đồng tình với lập trường của Liên Xô về vấn đề Việt Nam được nêu ra trong thông cáo chung của hai bên. Không nói gì đến việc Mỹ phong tỏa miền Bắc, tỏ thái độ không mạnh đối với việc họ ném bom ồ ạt trở lại miền Bắc Việt Nam. Thực tế, Việt Nam đã trở thành món hàng mặc cả để giữ thế cân bằng lực lượng giữa các nước lớn ở Đông Nam Á. Sau chuyến đi của Tổng thống sang Moscow, ngày 11 tháng 6, đoàn Mỹ gửi công hàm cho đoàn ta ở Paris đề nghị nối lại cuộc gặp riêng vào 28 tháng 6. Từ ngày 14 đến 17 tháng 6, Chủ tịch Xô Viết tối cao Liên Xô Podgorny sang Hà Nội thông báo cho ta biết kết quả cuộc đi thăm của Nixon ở Moscow, đồng thời thăm dò ý kiến ta. Liên Xô muốn tuyên truyền cho chuyến đi này để chứng minh cho dư luận thấy việc đón Nixon là đúng, Moscow và Hà Nội vẫn có quan hệ chặt chẽ. Nhưng Hà Nội chỉ đưa tin khi chuyến đi đã kết thúc. Ai cũng thấy rằng cuộc gặp riêng mà phía Mỹ đề nghị và việc Podgorny sang ta liên quan với nhau. Hà Nội điện cho Xuân Thủy chưa vội trả lời, đợi hiểu rõ ý đồ của Mỹ sau khi Chủ tịch Xô Viết tối cao Liên Xô sang Hà Nội. Hà Nội cũng điện thêm cho Xuân Thủy: ta có thể hẹn gặp vào trung tuần tháng 7 sau khi hội nghị Kohlenbeck họp phiên thường lệ. Ta vẫn đòi họp hội nghị công khai trước khi gặp riêng. Lúc ấy, cố vấn Lê Đức Thọ đang ở Sofia dự Đại hội Đảng Cộng sản Bulgari đã được mời về gấp dự hội nghị Bộ Chính trị. Xuân Thủy cũng về dự họp. Ngày 14 tháng 6 tại Paris, phía Mỹ lại trao cho ta một bản ghi nhớ hoãn cuộc họp thường lệ vì hành động quân sự của Bắc Việt Nam vẫn tiếp tục, còn các phiên họp sau sẽ do các yếu tố xác đáng quy định. Họ không đưa ra một ngày cụ thể nào họp lại. Ngày 20 tháng 6, Võ Văn Sung trao cho Đại tá Guay, người liên lạc của Mỹ, trả lời của ta cho công hàm ngày 11 tháng 6 của Mỹ, trong đó có đoạn viết: với thiện chí của mình, phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đồng ý gặp riêng và cho rằng cần phải họp lại các phiên họp toàn thể của Hội nghị Paris như thường lệ, làm cơ sở cho việc gặp riêng như đã thỏa thuận trước đây. Từ nay đến hết đầu tuần tháng 7, Cố vấn Lê Đức Thọ và Bộ trưởng Xuân Thủy đã có chương trình làm việc từ trước tại Hà Nội. Do đó, Cố vấn Lê Đức Thọ và Bộ trưởng Xuân Thủy sẵn sàng gặp riêng Tiến sĩ Kissinger tại địa điểm chậm nhất là ngày thứ Năm, 15 tháng 7 năm 1972. Đại hội Đảng Dân Chủ Mỹ năm đó họp vào tháng 7, ta không ủng hộ Nixon bằng cách gặp đại diện của ông ta trước hoặc đúng ngày hôm đó, và cũng để dư luận rõ, ta không can thiệp vào bầu cử ở Mỹ. Hôm 11 tháng 6, khi chuyển công hàm cho ta, Đại tá Huay nói thêm với Võ Văn Sung: từ ngày 29 tháng 6, Kissinger đi vắng 4 tuần sang California làm việc với Nixon. Nhưng khi nghe đọc công hàm của ta hẹn vào ngày 15 tháng 7, Huay nhắc lại chuyện đó và nói: nay các ông lại đưa ra ngày 15 tháng 7 là rơi vào đúng 4 tuần lễ đó. Võ Văn Sung đáp: tôi đã chuyển lời nói thêm của ông hôm trước về Hà Nội. Huay: như vậy là Hà Nội đã biết điều đó. Tôi chỉ hỏi lại ông thế thôi, còn nhiệm vụ của tôi là chuyển công hàm này. Có gì tôi sẽ gọi cho ông. Ngay trưa hôm đó, 20 tháng 6, viên đại tá Mỹ lại gặp Võ Văn Sung và trao công hàm của Mỹ cho ta, chấp nhận việc gặp riêng nhưng xin lui đến 19 tháng 7 năm 1972. Họ cũng đồng ý họp hội nghị toàn thể vào ngày 13 tháng 7.
Sự nhanh nhạy này của Mỹ cho thấy rõ ý nghĩa của nó. Chuyển sang chiến lược hòa bình. Từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7 năm 1972, Bộ Chính trị Trung ương Đảng Lao động Việt Nam họp liên tục để đánh giá tình hình một cách toàn diện. Trong hơn 3 tháng liên tục chiến đấu dẻo dai, vượt mọi gian khổ hy sinh, quân và dân ta đã giành được những thắng lợi to lớn, tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, phá tan các tuyến phòng ngự kiên cố nhất của địch, tiến sâu vào hậu phương của chúng, lập được những vùng giải phóng mới, rộng lớn, không những ở rừng núi mà còn ở đồng bằng khu Năm và đồng bằng Nam Bộ, thiết lập được những nơi đứng chân vững chắc cho các đơn vị chủ lực ở các địa bàn chiến lược, lực lượng chính trị, cơ sở quần chúng và du kích cùng bộ đội địa phương được sự hỗ trợ của bộ đội chủ lực phát triển nhanh chóng. Chương trình bình định của địch bị phá vỡ từng mảng lớn, cơ sở nhân dân được phục hồi và củng cố, vùng kiểm soát của chính quyền ta được mở rộng. Tóm lại, tuy chưa giành được thắng lợi căn bản, cục diện chiến trường đã có một hình thái mới, có lợi cho Việt Nam, tạo cho cách mạng miền Nam phát triển cuộc đấu tranh một cách vững chắc sau này. Quân Mỹ còn lại rất ít, nếu chúng rút hết đi thì cách mạng miền Nam có thuận lợi đối phó riêng với quân ngụy. Ở miền Bắc, ta đã đánh thắng một bước quan trọng trong cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai của đế quốc Mỹ, giữ vững và mở rộng tuyến tiếp tế vào miền Nam. Tóm lại, thế của Việt Nam là thế thắng vững vàng, tương quan lực lượng đã thay đổi và sẽ thay đổi có lợi cho cách mạng. Lực lượng Mỹ và chính quyền Sài Gòn tuy có tổn thất nhưng đã được bổ sung và đang giằng co quyết liệt với chính phủ cách mạng lâm thời. Chúng vẫn giữ được Kon Tum, An Lộc và các tỉnh lỵ khác và đang cố gắng giành lại Quảng Trị. Tuy nhiên, chỗ dựa chủ yếu là quân Mỹ thì lại ngày càng giảm đi. Đó là nhân tố rất quan trọng, có tác động lớn đến tinh thần quân đội Sài Gòn. Mặt khác, việc Mỹ đánh phá ác liệt và phong tỏa miền Bắc gây cho ta không ít khó khăn trong việc tiếp nhận viện trợ bên ngoài. Trên trường quốc tế, cả Liên Xô và Trung Quốc đều muốn Việt Nam giải quyết vấn đề với Mỹ trước hết là về quân sự. Diễn biến chiến sự trên chiến trường Việt Nam lúc đó cho mọi người thấy Nixon đánh phá ác liệt miền Bắc, phong tỏa cảng Hải Phòng sau khi đi Bắc Kinh về. Còn Liên Xô từ tháng 4, Kissinger đã báo cáo với Nixon rằng người Xô Viết đã không đáp ứng yêu cầu mới nào về trang bị của Bắc Việt Nam. Richard Nixon, sách đã dẫn, trang 592. Liên Xô cũng không đáp ứng yêu cầu của Việt Nam chở hàng viện trợ vào Hải Phòng mà chở vòng vèo qua Trung Quốc. Trong thương lượng, chính quyền Nixon đã đáp ứng một yêu cầu cơ bản của ta, không đòi quân miền Bắc rút khỏi miền Nam nữa. Về chính quyền Thiệu ở miền Nam, họ đã lùi một bước, chấp nhận Thiệu từ chức. Trong điều kiện Mỹ ngụy còn kiểm soát được hầu hết các thành phố và 2/3 dân số, ta chưa đánh bại đối phương trên chiến trường thì không thể đòi Thiệu từ chức ngay được. Việc chạy đua vào Nhà Trắng lại đang thúc bách Nixon. Đó là cơ hội tốt cho ta. Xuất phát từ thực tế đó, Hà Nội đã đi đến quyết định chuyển hướng chiến lược, từ chiến lược chiến tranh sang chiến lược hòa bình. Đó là một bước ngoặt trong chỉ đạo cách mạng miền Nam. Theo nhận định lúc đó của Hà Nội, Việt Nam cần phát huy thế thắng, thế vững vàng và chủ động từ nay đến trước bầu cử Tổng thống Mỹ, lợi dụng mâu thuẫn nội bộ Mỹ và các nước khác để giành một bước thắng lợi quan trọng, kết thúc chiến tranh, chuyển sang một phương thức đấu tranh mới, lấy đấu tranh chính trị là chính, tiếp tục đưa cách mạng miền Nam tiến lên một bước mới, đồng thời ra sức nhanh chóng khôi phục kinh tế miền Bắc và xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa vững chắc. Trong mấy tháng tới, Việt Nam có khả năng buộc Mỹ chấp nhận một giải pháp vững chắc đối với ta. Đồng thời, ta vẫn chuẩn bị khả năng chiến tranh kéo dài đến sau 1972. Thư của Nguyễn Duy Trinh gửi Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Sau này, ngày 14 tháng 11 năm 1988,
nói chuyện với một số cán bộ phụ trách tổng kết hội nghị Paris, Lê Đức Thọ nói: Giữa quân ta và Mỹ có mấy vấn đề. Đối với Mỹ, vấn đề cơ bản là rút quân mà vẫn giữ được ngụy quyền miền Nam. Còn đối với ta, vấn đề cơ bản nhất là Mỹ rút quân, còn quân ta thì đâu cứ ở đấy. Nhưng đã ngồi vào đàm phán thì làm sao mà giành được trên chiến trường? Làm sao anh đòi tất cả về anh cũng như nó đòi tất cả về nó được? Vấn đề đặt ra là phải có nhân nhượng. Nhưng nhân nhượng gì và cái gì không thể nhân nhượng? Vấn đề quân Mỹ ra khỏi miền Nam và quân ta giữ nguyên trong đó là điều hết sức cơ bản và quan trọng, làm cho tương quan lực lượng trên chiến trường thay đổi có lợi cho ta về cơ bản. Ta đòi Mỹ rút hết quân đội của Mỹ, nhưng Mỹ không đòi rút hết quân đội của mình nữa. Lúc bấy giờ, Mỹ đã thua nặng ở Campuchia, đường 9 Nam Lào rồi, thì không có cách gì mà không đi vào giải pháp, nên không thể giữ nguyên như trước. Để ép ta đi vào giải pháp có lợi cho Mỹ. Năm 1972, Mỹ đã gặp Trung Quốc, Liên Xô nhằm tranh thủ hai nước lớn này giảm giúp đỡ cho ta xuống mức thấp nhất để ngăn chặn ta đánh mạnh ở miền Nam. Ý đồ chiến lược của Mỹ là như vậy. Nixon sang Trung Quốc, Liên Xô không thể không mời Nixon để Nixon đừng đi quá xa với Trung Quốc chống Liên Xô. Còn Mỹ đặt ra là làm sao để các nước anh em giảm viện trợ cho Việt Nam nhằm hạn chế thắng lợi của ta. Cái mấu chốt chính của nó là ở đó. Sau khi nêu những khó khăn của tình hình quốc tế đầu năm 1972 đối với cuộc kháng chiến của Việt Nam, Lê Đức Thọ nói tiếp: Tình hình quốc tế như vậy mà ta vẫn thắng ở Campuchia, ở đường 9 Nam Lào. Viện trợ giảm, nhưng ta vẫn mở rộng cuộc tấn công năm 1972, giải phóng Quảng Trị và Lộc Ninh. Lần đầu tiên giải phóng một thành phố và một thị trấn, đánh bại một bước Việt Nam hóa chiến tranh của Mỹ, buộc Mỹ phải đi vào đàm phán thực chất. Ta thắng đến mức đó là có thể đi vào đàm phán để giải quyết. Kết luận của Bộ Chính trị là tương quan lực lượng chính trị trên chiến trường thay đổi cơ bản. Ngụy yếu hơn ta, Mỹ đã ra thì khó mà trở lại. Toàn văn kết luận của Bộ Chính trị về việc ký kết Hiệp định Paris, xem Lê Duẩn, Thư vào Nam, Nhà xuất bản Sự thật Hà Nội, trang 359-362. Ta lại đánh vào năm bầu cử Tổng thống, sức ép của dư luận Mỹ càng lớn với Nixon, buộc Nixon phải giải quyết. Còn phía ta, đánh đến liều lượng đó, liều lượng buộc Mỹ phải nhận quân Mỹ rút mà quân ta thì ở lại. Trong tình hình quốc tế đó, ta giải quyết lúc đó là đúng. Như vậy, ta mở đúng lúc mà chấm dứt cũng đúng lúc. Nếu kéo dài nữa thì bất lợi cho ta. Mỹ đã nhượng bộ ta cả về chính trị mà ta còn đòi loại bỏ Thiệu, lập chính phủ liên hiệp ba thành phần ở miền Nam Việt Nam thì đời nào Mỹ chịu. Không những thế, ta còn đòi Mỹ bồi thường chiến tranh nữa. Tình hình quốc tế lúc đó, tương quan lực lượng lúc đó không cho phép ta đạt tất cả hai mục đích lớn cùng một lúc. Lê Đức Thọ, tư liệu đã dẫn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi trong các chương trình của WinWin Việt Nam phát vào 12 giờ và 21 giờ hàng ngày. WinWin Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.